mở đầu phim vào năm 1944 tại một trại tập trung người Do Thái của phát xít Đức tại Ba Lan. Lúc này cậu bé Eric bị bọn lính chia cắt ra khỏi mẹ, tâm trí tuyệt vọng kèm theo sự phẫn nộ đã khiến cậu bé vô tình kích hoạt siêu năng lực bị gãy cánh cổng kim loại. Tất cả mọi người đều hoảng sợ vãi linh hồn. Lúc này cậu được ăn trọn báng súng vào mặt bất tỉnh. Biểu hiện vừa rồi đã gây chú ý tới một nhà khoa học tên là Su. Sau đó ông ta cho người gọi Eric tới để kiểm tra sức mạnh của cậu bằng cách đặt một đồng xu trên bàn và bắt cậu bé di chuyển nó. Nhưng dù có cố gắng căng cơ mông gồng cơ đít thì cậu vẫn không thể làm được. Cho đến khi tên khốn Su giết chết mẹ của Eric thì cậu mới bộc phá sức mạnh. Trong cơn thịnh nộ ấy, siêu năng lực từ trường của Eric đã giết chết hai lính canh và phá hủy cả căn phòng bên cạnh. Su tỏ ra thích thú trước năng lực này và nói rằng sẽ phát triển khả năng của cậu mạnh hơn. Cũng vào khoảng thời gian này, tại một dinh thự ở New York, Mỹ, cậu nhóc Charlie bị đánh thức bởi tiếng động trong nhà, vội cầm gậy bóng chày kiểm tra xung quanh. Tới phòng bếp thì phát hiện người mẹ đang mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Với năng lực thần giao cách cảm của mình, Charlie nhanh chóng biết đó không phải là mẹ. Cậu dồn đối phương về phía đằng sau và khiến nó hiện nguyên hình là một cô bé da xanh có tên là Mystic. Cô bé nói rằng mình cảm thấy đói nên mới làm như vậy. Thấy có em gái dễ thương trong nhà, Charlie cười tươi như hoa, lịch thiệp mời Mystic ăn, và kể từ đó hai người trở thành anh em kết nghĩa. Thời gian chớp mắt đã đến năm 1962. Eric giờ đã trưởng thành trông vạm vỡ sáu múi rất chi và này nọ. Anh ta đã hoàn toàn kiểm soát được siêu năng lực từ trường của mình. Mục tiêu của Eric đó chính là tìm ra tên khốn Su kẻ đã giết chết mẹ của anh trong quá khứ. Cùng lúc này, tại một quán bar, Charlie cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm những dị nhân. Tại đây anh gặp một cô gái có tên là Amy có nội sắc tố đột biến ở mắt. Thấy anh trai đang vui vẻ uống rượu tán tỉnh người khác mà bơ luôn em gái, thế là Mystic nhảy vào phá đám bằng cách thay đổi sắc tố mắt dằn mặt đối thủ. Điều này khiến Charlie tỏ ra không vui vì dị nhân trong thế giới này phải ẩn mình nếu không muốn bị con người bắt đi làm thí nghiệm. Thì ra Mystic say nắng Charlie nhưng cô lại tự ti về làn da xanh của mình. Charlie cũng biết điều đó nhưng chỉ coi cô là em gái. Anh luôn theo đuổi lý tưởng dị nhân và con người chung sống hòa bình hơn là thứ tình cảm nam nữ. Một ngày nọ, Eric tới một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Anh nói rằng thỏi vàng này được làm ra từ xương máu của dân tộc tôi. Vì vậy anh ta đã uy hiếp lão giám đốc ngân hàng phải khai ra tung tích của Su và trả thù cho đồng bào mình. Tại thủ phủ đỏ đen, Las Vegas, Mỹ, CIA đang bí mật cử đặc vụ Morrier theo dõi đại tá quân đội Hoa Kỳ Henry. Ông ta được ả trợ lý của Su đưa tới một căn phòng bí mật. Tại đây Su bàn về kế hoạch đặt tên lửa hạt nhân gần biên giới với Liên Xô. Henry thẳng thừng từ chối vì lúc này đang xảy ra chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ có thể dẫn tới leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Morrier bên ngoài giả dạng làm gái làng chơi cũng đã phát hiện ra căn phòng bí mật. Cô tìm thấy một tệp tài liệu của Su nói về kế hoạch gây ra thế chiến thứ ba. Dù Su đã nài nỉ gãy lưỡi, thì ông đại tá chưa hỏi ý kiến vợ nên nhất quyết từ chối. Thế là hắn ta đã cử đàn em tạo ra một cơn lốc xoáy ném viên đại tá vào bức tường, sau đó dùng ả trợ lý để mê hoặc Henry, rồi đưa ông ta dịch chuyển tới phòng chiến tranh của Tổng thống. Lúc này đại tá đã đồng ý cho lắp đặt tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Morrier chứng kiến toàn bộ sự việc liền báo về cho cấp trên, nhưng giám đốc CIA không tin. Để ngăn chặn nhân loại bị diệt vong, cô đã quyết định đi tìm chuyên gia đột biến Charlie. Lúc này Eric đã đến một quán rượu ở Argentina. Sau khi ngồi uống bia thăm dò về Su từ hai tên đã từng hại dân tộc mình, anh ta nhẹ nhàng dùng siêu năng lực điều khiển từ trường kết liễu tất cả bọn chúng. Bên kia Charlie cũng đang uống sinh tố lúa mạch để chúc mừng mình mới leo lên ghế giáo sư. Cô nàng CIA Morrier tìm đến đây để nhờ anh giúp đỡ. Sau khi tự ý đọc tâm trí của người đẹp, Charlie đã nhìn thấy tất cả sự việc mà cô đã trải qua. Không biết có thấy em đi vệ sinh không thì phim không nhắc. Mặc dù đang say nhưng anh vẫn đủ hiểu chuyện này tồi tệ đến mức nào. Sáng hôm sau, tại bãi biển Miami bang Florida, Su đã mời đại tá Henry tới du thuyền của hắn với mục đích giết người diệt khẩu. Ông đại tá đoán được kế hoạch này nên rút lựu đạn ra dọa, cùng dắt tay nhau lên bàn thờ. Nhưng Su không hề hoảng sợ mà còn tiến tới giật trái lựu đạn và rút chốt ra. Hắn cũng là một dị nhân với siêu năng lực hấp thụ sức mạnh của tất cả mọi vật, sau đó trả lại vụ nổ đó cho ông đại tá đầu hói. Bên này giáo Charlie đang thuyết trình về thuyết người đột biến cho quan chức CIA nghe, nhưng bọn họ đều không tin, còn cho rằng anh mới đập đá chưa tỉnh ngáo. Để chứng minh khả năng ngoại cảm của mình, giáo sư trẻ đã nói về kế hoạch đặt tên lửa hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, và cô Amy Stick cũng thể hiện khả năng biến hình khiến cả đám há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng lão giám đốc CIA lại chẳng quan tâm chuyện ngăn cản Su để tránh một cuộc chiến tranh thảm khốc, mà lại coi dị nhân là mối nguy hiểm. Anh biết nói với lũ ngu này cũng không có ích gì nên Charlie đã đóng băng mọi người lại và dùng năng lực ngoại cảm hẹn cô nàng Morrier. Sau đó cả ba người cùng anh chàng béo đồng nghiệp của Morrier lên xe đi ra ngoài trụ sở. Tối đó Eric đã lẻn được lên du thuyền của Su để giết hắn trả thù cho đồng bào. Nhưng chưa kịp ra tay thì bị cô trợ lý Amy
của hắn dùng siêu năng lực khiến anh rơi vào trạng thái ám ảnh quá khứ. Eric cố gắng phóng dao nhưng bị ả bắt được rồi bị một trưởng rơi xuống sông. Tiếp sau đó, sắc lý dẫn đội tuần tra biển tới bao vây xô. Ả trợ lý cảm nhận thấy có người đang dùng khả năng ngoại cảm để theo dõi. Dù liền ngăn sắc ly lại, biết đối thủ cũng như mình nên sắc ly chỉ có thể đứng ngoài cho đội tuần tra xông lên. Nhưng chưa kịp đến nơi đã bị tên dị nhân dùng sức mạnh lốc xoáy hạ gục hết. Lúc này Eric A cay chim cú, lắm bèn điều khiển mỏ neo quậy tưng bừng chiếc du thuyền, chỉ vài thao tác cơ bản đã có thể nhẹ nhàng cắt vỏ tàu khiến xô và trợ lý chạy tụt cả quần. Ủa sao lúc đầu không dùng đi bạn? Xô tính dùng tàu ngầm bên dưới để chim én đi thì lại bị Eric phát hiện. Ông hoàng ve chai không ngần ngại liều mình lặn xuống giết bằng được kẻ thù. Thù cha, thù mẹ, thù dân tộc thì không thể không báo. Sắc Ly thấy vậy liền lao xuống nước khuyên Eric, mạng sống của mình là quan trọng nhất, còn những kẻ xấu kia sớm muộn cũng sẽ chết. Eric nghe lời để bỏ chúng chạy thoát. Cũng từ đây hai người trở thành anh em chí cốt của nhau. Hôm sau mọi người được anh béo dẫn tới trung tâm nghiên cứu và phòng vệ đột biến của mình. Tại đây họ chiêm ngưỡng chiếc phi cơ tân tiến có khả năng tàng hình do nhà khoa học trẻ tuổi Hanh phát minh. Cậu cũng là một người đột biến, hóa ra chính Liên Xô đã bắt tay với Xô để tạo ra vụ đặt tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy họ sẽ có cơ khai chiến trực diện nhắm vào nước Mỹ. Để không bị Sắc Ly xâm nhập vào suy nghĩ, Xô đã đội một chiếc mũ đặc biệt do Liên Xô chế tạo. Lúc này Mystic và Hanh đang tâm sự, anh chàng quái vật đang phát triển một loại huyết thanh đặc biệt có thể biến cơ thể dị nhân thành người bình thường mà không gây ảnh hưởng tới sức mạnh. Hai người đều có hình dạng kỳ dị nên đồng cảm với nhau. Ngay khi họ chuẩn bị đã lưỡi liếu lều lêu thì ông hoàng ve chai tới phá đám và đưa ra lời khuyên hãy giữ nguyên hình dạng dị nhân của mình. Sau đó Eric lấy tài liệu mật của Xô rồi bỏ đi với ý định giết hắn. Sắc Ly biết được việc này nên đã đứng đợi từ trước. Anh nói rằng Eric không thể chiến thắng vì kẻ thù có đồng bọn, còn anh ta chỉ có một mình. Hãy ở lại và chúng ta có thể cứu cả nhân loại này. Ngày tiếp theo mọi người được tham quan cỗ máy tăng cường sóng não cơ Ebro do Hành tạo ra để giúp Sắc Ly có thể mở rộng khả năng của mình. Vị giáo trẻ không ngần ngại đứng lên làm chuột bạch và kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế là hai anh em chí cốt vui vẻ tới hộp đêm và tìm được cô nàng dị nhân đầu tiên có đôi cánh chuồn chuồn. Tiếp theo đó là rất nhiều người đột biến khác với năng lực riêng của họ, và kẻ đặc biệt nhất chính là anh chồn nhà ta, nhưng anh lại đuổi thẳng cổ hai người họ đi. Đâu đó dưới lòng biển sâu, Ami cũng cảm nhận được Sắc Ly đang tìm kiếm thêm các dị nhân khác. Ả ta liền báo cho Xô để hắn lên kế hoạch chuẩn bị. Sau khi biết Xô đang tới Liên Xô để gặp các quan chức trong Bộ Quốc phòng, CIA liền ra lệnh cử nhóm X-Men xuất trận để ngăn chặn hắn lại. Trên đường di chuyển họ bị một toán lính kiểm tra, nhưng Sắc Ly đã dùng năng lực của mình để tàng hình trong mắt người lính. Thông qua góc nhìn của lính canh, Sắc Ly phát hiện Xô không tới Liên Xô mà chỉ có A trợ lý. Với Eric cục xúc thì tiêu diệt được cấp dưới của Xô là một điều tốt, nên anh đã dùng năng lượng từ trường tấn công những người ở đây. Sắc Ly không thể bỏ mặc bạn cũng lao vào yểm trợ. Lúc này Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô đang tự xúc than vào lò trong suy nghĩ của ông ta, thì hai anh em chí cốt lao vào trong phá hoại. Ami lập tức biến hình thành kim cương để sắp đi không đọc được suy nghĩ, nhưng mà vẫn bị hai người bắt trói lại để hỏi thăm. Eric dùng sức mạnh của mình khiến Ami chịu không được phải biến về hình dạng con người. Từ đây Sắc Ly có thể xâm nhập vào suy nghĩ của ả và biết được tên khốn Xô đang lên kế hoạch đặt tên lửa ở Cuba. Sau đó kích hoạt chiến tranh hạt nhân giữa hai cường quốc với nhau, phóng xạ sẽ sản sinh ra người đột biến và giết chết loài người. Cùng lúc này người của Xô đã tấn công vào trụ sở phòng vệ dị nhân và giết các quan chức. Ở đây, cỗ máy cơ Ebro bị phá hủy để giảm sức mạnh của Sắc Ly lại. Những đặc vụ ở đây đều không hề biết đối thủ của họ mạnh đến lúc nào. Xô gần như bất tử trước súng đạn vì hắn có khả năng hấp thụ sau đó phản lại toàn bộ năng lượng để phá hủy nơi này. Nhóm dị nhân trẻ ở đây chỉ còn biết hoảng loạn chạy tục lồng, nhưng dù có chạy tới đâu cũng không thể thoát khỏi bọn chúng. Mục đích của Xô là tìm và giết chết Sắc Ly, nhưng anh ấy không có mặt ở đây, vì vậy hắn buông lời dụ dỗ các dị nhân trẻ theo hắn thống trị thế giới. Cô nàng chuồn chuồn không chịu nổi cám dỗ liền buông bỏ ý chí. Những người còn lại thấy vậy liền chống trả, nhưng không thành công. Ngược lại anh chàng da đen còn chịu kết cục bi thảm. Khi nhóm của Sắc Ly trở về thì đã quá muộn rồi, không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải đứng lên để chống lại với kẻ thù. Trước mắt Sắc Ly dẫn những người đột biến tới dinh thự của mình, và sau này chính là trường học dị nhân. Ở đây mọi người sẽ tập luyện để chuẩn bị chiến đấu. Lúc này tình hình giữa hai cường quốc rất căng thẳng nên Xô gấp rút mang tên lửa hạt nhân trở tới Cuba. Mỹ biết được tin liền vạch ra đường ranh đỏ nếu Liên Xô đi qua đó, tức là khai mào chiến tranh. Phía Liên Xô cũng đưa hạm đội tàu chiến ra khơi để bảo vệ tên lửa. Sau khi được Sắc Ly huấn luyện, những dị nhân trẻ cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Giờ đây chúng có thể tự khống chế siêu năng lực của mình. Mystic nghe những lời chia sẻ của Eric cũng đã xóa bỏ được tự ti vì cơ thể kỳ dị của mình.
Nhưng chính ông Hoàng Ve Chai lại chẳng thể quên mối thù dân tộc, nên không thể phát huy hết sức mạnh để điều khiển trạm radar phía xa kia. Chính xác Lee đã giúp người bạn đối diện với ký ức, và khuyên Eric hãy để cho tâm hồn thanh thản. Cuối cùng ông Hoàng Ve Chai đã thành công xoay radar khổng lồ. Lúc này Tổng thống Hoa Kỳ đọc diễn văn, nước Mỹ xưa nay chỉ sợ vãi đái khi gặp Việt Nam, thôi còn mấy nước khác chỉ là tôm tép. Tối đó hai anh em Chí Cốt phân hóa hai luồng tư tưởng khác nhau, xác Lee với lý tưởng, sau khi ngăn chặn Xô thì con người và dị nhân sẽ sống hòa hợp với nhau, còn Eric thì cho rằng người bạn quá ngây thơ và tốt bụng, con người một khi đã biết được sức mạnh của các dị nhân, thì họ sẽ sợ hãi và tìm cách tiêu diệt những người đột biến, chúng sẽ không để vị trí thống trị bị lung lay đâu. Mà lúc này, tại phòng thí nghiệm Hanh vì khát khao trở thành hình dạng bình thường đã nôn nóng tiêm huyết thanh vào cơ thể, thế nhưng kết quả lại biến cậu trở thành một con quái vật lông lá. Còn Mystic đã đem lòng yêu, và theo lý tưởng của Eric vì anh ta thích con người thật của cô. Hôm sau Hanh đã vượt qua được mặc cảm cùng mọi người lên đường giải cứu thế giới. Lúc này tàu chiến của Liên Xô và Mỹ đã đối đầu với nhau. Ngay lập tức hai bên đều kích hoạt báo động đỏ chuẩn bị quyết tử. Chỉ cần một bên khai hỏa là chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra. Để giảm nhiệt đô đốc phía Liên Xô ra lệnh cho con tàu chở tên lửa hạt nhân không đi qua ranh biên giới, nhưng không ai trả lời và nó vẫn tiếp tục di chuyển. Đúng lúc này nhóm X-Men đã có mặt kịp thời. Xác Lee thông qua năng lực của mình nhìn thấy con tàu chở hàng nóng đã bị người của Xô chiếm giữ. Để ngăn chặn con tàu vượt qua ranh giới đỏ, Xác Lee đã điều khiển tàu chiến Liên Xô phóng tên lửa tiêu diệt nó. Xô bên dưới tàu ngầm cay dái đến cấp độ vô cực liền chuyển qua kế hoạch B. Vì hắn đã đội chiếc mũ đặc biệt nên Xác Lee không thể tìm ra hắn. Xô sẽ dùng chính năng lực của mình để hấp thụ lò phản ứng hạt nhân và sau đó tạo ra một vụ nổ để kích hoạt đệ tam thế chiến. Nhóm X-Men cử dị nhân tóc vàng có khả năng tạo sóng âm cực mạnh để phát hiện ra vị trí của Xô, bởi lúc này Xô cũng đang hấp thụ năng lượng nguyên tử vào người rồi. Với sự giúp đỡ của Xác Lee, ông Hoàng Ve Chai cũng đã thành công đưa tàu ngầm lên trên mặt nước. Sức mạnh bá đạo này khiến tất cả những người chứng kiến phải há hốc mồm sợ vãi linh hồn. Tên tay sai của Xô bước ra ngoài tạo một cơn lốc xoáy để cản Eric lại. Năng lực của Eric bị ngắt quãng khiến tàu ngầm rơi xuống bờ biển gần đó. Chiếc máy bay cũng bị ảnh hưởng rồi rơi xuống. May mắn không một ai phải bỏ mạng trong thảm họa này. Sau khi bàn chiến thuật mọi người bắt đầu hành động, hai phe dị nhân lao vào giao cấu nhau ác liệt. Ai nấy cũng đều thể hiện siêu năng lực của mình trước đối thủ. Eric nhanh chóng xé toạc thân tàu để chạy vào bên trong. Sau khi tắt lò phản ứng hạt nhân thì Xô cũng trở về trạng thái bình thường. Eric vẫn còn giữ trong lòng thù hận nên đã không nghe lời Xác Lee, mà trực tiếp đối đầu với Xô. Ở trong căn phòng này thì năng lực ngoại cảm của Xác Lee không thể tiếp cận được. Xô cố gắng lôi kéo Eric theo hắn, nhưng lại bị ông Hoàng Ve Chai tỗ cho một phát lệch má. Hắn phản đòn ngược lại khiến Eric bay sấp mặt lồng. Thông qua vết nứt, Xác Lee có thể kết nối với người bạn để hỗ trợ. Còn bên ngoài lúc này hai chàng trai trẻ khi đánh bại dị nhân chuồn chuồn, quái thú Hanh cùng cô nàng Mystic cũng lừa được tên dị nhân có khả năng dịch chuyển tức thời và hạ gục hắn. Trở lại bên trong, Eric như muốn phát điên khi nghe những lời cám dỗ của Xô. Sức mạnh của hắn quả thật rất vượt trội so với anh. Hắn nghĩ mình là một con cáo già đầy mưu mẹo, nhưng Eric đã biến hắn thành một con lừa. Ngay khi chiếc mũ được tháo ra, Xác Lee lập tức sử dụng năng lực đóng băng hắn lại. Không ngờ Eric lại lấy chiếc mũ đội lên đầu, để Xác Lee không thể kiểm soát anh ta. Giờ đây không còn ai có thể ngăn cản ông Hoàng Ve Chai giết chết Xô trả thù cho dân tộc. Đúng như những gì Eric đã dự đoán, loài người coi dị nhân là mối nguy hiểm nên đã quyết định hợp lực giết chết tất cả bọn họ. Tất cả các nòng pháo đều quay về hướng những dị nhân và đồng loạt khai hỏa. Eric đã dùng sức mạnh từ trường của mình dừng tất cả tên lửa hay đạn pháo lại, sau đó điều khiển chúng quay ngược lại nơi chúng đã phóng ra. Xác Lee bên cạnh cố gắng thuyết phục người bạn đừng châm ngòi cho một cuộc chiến mới và giết hại những người vô tội, nhưng Eric vẫn quyết tâm tấn công nên buộc Xác Lee phải lao tới ngăn cản. Eric đã đánh gục Xác Lee và những người khác rồi tiếp tục điều khiển tên lửa bay về phía các chiến hạm. Ngay lúc quân đội các nước chuẩn bị dắt tay nhau lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, thì cô nàng đặc vụ Moriarty đã cầm súng bắn về phía Eric. Một viên đạn lạc đã bay thẳng vào người Xác Lee. Cũng từ đây giáo sư bị liệt nửa người và hai nhân Chí Cốt quyết định đi theo con đường riêng của mình. Thằng nào theo lý tưởng hòa bình giữa loài người và dị nhân thì theo Xác Lee, ai chọn lý tưởng dị nhân là số 1 thì theo tao. Dù đã cứu được thế giới, thoát được thế chiến thứ 3, nhưng những người đột biến đã để lộ thân phận, loài người ích kỷ chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt mối đe dọa này. Điều này sẽ khiến dị nhân phải chạy trốn khỏi loài người trong tương lai, nếu không muốn bị làm thí nghiệm hoặc giết chết. Bộ phim đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại ở phần 5 nhé!